Hello, hôm nay mình sẽ nhận được một thử thách, đó là làm mềm sô-cô-la bằng cách bây giờ mình sẽ đổ cái nước nóng này sang bên này để mình lấy hơi nóng của cốc. Mình đang đun sôi nước rồi, bây giờ mình sẽ đổ sang đây và mình sẽ lấy hơi nóng của cốc này úp vào đây để cho sô-cô-la sẽ mềm ra. Bây giờ mình chờ sô-cô-la mềm ra, sau khi chờ thì mình sẽ bóc